Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền Việt Nam. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Việt Nam tham gia hội chợ từ thiện ủng hộ cho các trẻ em khuyết tật, mồ côi trong các nước ASEAN được tổ chức tại Mỹ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà cho Việt Kiều và gia đình Khmer nghèo ở Campuchia. Gặp gỡ Quỳnh Trang, tài năng trẻ vừa có buổi biểu diễn song tấu piano với nghệ sĩ Hàn Quốc tuần qua tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 12 tháng 9, tại thủ đô Rabat, Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9. Tới dự buổi lễ có đại diện Quốc hội và Bộ Ngoại giao Maroc, các đại sứ, đại biện và ngoại giao đoàn tại Maroc. Buổi lễ còn có sự tham dự của hơn 200 khách mời là đại diện chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng với đại diện cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Maroc Trần Quốc Thủy nhấn mạnh sự phát triển không ngừng của mối quan hệ Việt Nam-Maroc kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1961. Nhân dịp này, Đại sứ Trần Quốc Thủy cũng bày tỏ lạc quan, tin tưởng về tương lai tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Maroc. Trong không khí ấm tình hữu nghị, Đại sứ Trần Quốc Thủy cùng các khách mời Việt Nam và quốc tế đã nâng cốc chúc mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập khối ASEAN, một hội chợ từ thiện ủng hộ cho các trẻ em khuyết tật, mồ côi trong các nước ASEAN đã được tổ chức tại Mỹ. Hội chợ do Hội Phu Nhân Phu Quân 10 nước ASEAN tổ chức. Sự kiện là một trong những hoạt động thiết thực vừa mang giá trị từ thiện, vừa góp phần tăng cường đoàn kết, giao lưu trong các nước ASEAN, ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam tại Mỹ. Một hội chợ nhỏ quy tụ các sản phẩm truyền thống của 10 quốc gia ASEAN vừa diễn ra trong khuôn viên ấm cúng của Đại sứ quán Thái Lan ở Washington DC. Là một doanh nhân nhiều năm gắn bó với các nước ASEAN, nhưng đây là lần đầu tiên anh Alex Feldman đến một hội chợ mang đầy màu sắc văn hóa đặc trưng của khu vực như thế này. Thật tuyệt là Washington có cơ hội được trải nghiệm những văn hóa của ASEAN. Tôi mong là hội chợ này sẽ còn lớn hơn và thu hút nhiều hơn nữa người Mỹ đến đây trải nghiệm. Góp mặt trong hội chợ với nhiều sản vật đặc trưng, gian hàng của Việt Nam là một trong những khu vực tập trung được nhiều khách tham quan tại hội chợ. Mình bán ở đây, mình có hai cái quầy hàng bán đồ tặng phẩm, đồ lưu niệm. Đồ lưu niệm của mình mang từ trong nước sang và đồ handmade. Thế còn ngoài ra thì mình có cái quầy thực phẩm. Thì bạn cũng thấy là cái quầy thực phẩm của mình rất đông khách và rất là sôi nổi. Hội chợ Bazaar này là một hoạt động từ thiện do các phu nhân, phu quân của Sứ quán 10 nước ASEAN ở Washington DC phối hợp tổ chức. Lợi nhuận thu được sẽ dành quyên góp, ủng hộ cho trẻ em khuyết tật và mồ côi trong các nước ASEAN. Tôi rất vui vì chúng tôi đã góp phần thể hiện được văn hóa ASEAN, đa dạng song thống nhất trong một khối, một ASEAN đoàn kết. Bằng những hoạt động nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa, hội chợ từ thiện Bazaar đang góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và đoàn kết giữa các nước ASEAN, thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập khối. Tối 10 tháng 9, tại hội trường Đông Đô trong trung tâm thương mại Sapa ở Praha, hơn 700 bà con đại diện cho những người con hải dương tại Cộng hòa Séc và một số nước lân cận như là Đức, Ba Lan, Slovakia đã tham dự chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng hương Hải Dương tại Cộng hòa Séc. Mở đầu chương trình là tốp ca của Hội đồng hương Hải Dương, biểu diễn bài hát âm vang Hải Dương với âm hưởng hào hùng, cho thấy những người con Hải Dương ở Séc vẫn luôn tự hào về nguồn gốc, về quê hương của mình. Từ con số ít người tham gia lúc ban đầu, hội ngày một lớn mạnh, thu hút sự tham gia ngày một đông của bà con. Thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa, đến nay hội đã có 5 chi hội cơ sở, sinh hoạt ở các địa phương, có chi hội. Con số hội viên đã lên tới trên 400 người. Đoàn kết, bình đẳng, bác ái và hướng về quê hương. Với cái nội dung đó, 10 năm hoạt động của chúng tôi đã đem lại được thực chất những cái tình cảm cho bà con gắn bó trên đất khách quê người. Tại buổi lễ,
đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã ghi nhận những đóng góp nổi bật của Hội Đồng hương Hải Dương vào các hoạt động của Đại sứ quán, của cộng đồng cũng như những hoạt động hướng về biển đảo quê hương và nhiều phong trào nhân đạo khác. Nhân dịp 10 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Đồng hương Hải Dương, chúng tôi rất mong muốn những người con Hải Dương tại Cộng hòa Séc tiếp tục phát huy vai trò mình, đoàn kết, hội nhập sâu rộng vào xã hội Séc và đồng thời là những tấm gương điển hình cho những hội đồng hương khác, cho những người dân khác tại Cộng hòa Séc noi theo. Trong ngày kỷ niệm này, Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trao giấy khen cho tập thể hội vì có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động phong trào của cộng đồng người Việt tại Séc và khen thưởng cho gần 50 cháu có thành tích học tập xuất sắc năm 2016. Trường hợp anh Nguyễn vì sao? Tiếp thúc buổi lễ, bà con đã được thưởng thức các tiết mục này. Nằm trong hoạt động của chương trình Chuyến xe hữu nghị vì hòa bình và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Campuchia, vào chiều ngày 13 tháng 9, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến thăm và tặng quà 150 phần quà cho các gia đình Việt Kiều và gia đình người Campuchia nghèo ở xã Spuko, huyện Ba Phần Lâm, tỉnh Prey Veng, địa phương giáp với biên giới Việt Nam. Mỗi phần quà gồm xà bông, mì gói, cá hộp, chăn ấm và tiền trị giá 50 đô la Mỹ đã được trao cho các gia đình Việt Kiều và gia đình người Campuchia. Tại buổi trao quà, bà Miên Som An, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển, bày tỏ sự cảm động và cho rằng hoạt động chia sẻ khó khăn của nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia đã chứng minh cho mối quan hệ láng giềng ngày càng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trước đó, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đến thăm và tặng hơn 500 phần quà cho các gia đình phụ nữ ủng hộ quân tình nguyện Việt Nam, gia đình nữ công nhân làm việc tại các dự án cao su của Việt Nam ở Campuchia. Đây là những hoạt động nhằm đánh dấu chặng đường phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Hội Phụ nữ Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Cầu Bắc Luân 2 nối thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam với thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc vừa được khánh thành vào sáng ngày 13 tháng 9. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát lệnh thông xe. Dự án cầu Bắc Luân 2 xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép với bề rộng 27,7m, chiều dài 618m do hai nước cùng thực hiện. Đây là cây cầu có kết nối dạng vòm lớn nhất Việt Nam. Việc hoàn thành và đưa cây cầu này vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu mở rộng giao thương về kinh tế, du lịch, văn hóa giữa hai bên, chuẩn bị cho việc hình thành khu hợp tác kinh tế song phương Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc và Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, song tấu piano được xem là thể loại hòa tấu khó nhất dành cho các nghệ sĩ piano bởi sự đòi hỏi cao về kỹ thuật và đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai nghệ sĩ để cùng hòa hợp tạo nên một bản hòa ca. Lần đầu tiên, hai nghệ sĩ là hai tài năng trẻ đến từ Việt Nam và Hàn Quốc, cùng là hai sinh viên duy nhất vượt qua hàng trăm thí sinh trong kỳ thi đầu vào Nhạc viện Kasko ở Cộng hòa Liên bang Đức đã có buổi công diễn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 và 11 tháng 9 vừa qua. Và sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ Quỳnh Trang, một trong hai nghệ sĩ tài năng này. Cùng đến với môn nghệ thuật hàn lâm từ rất sớm, Nguyễn Quỳnh Trang của Việt Nam và Ji-soo Kim Hàn Quốc đều ấp ủ những ý tưởng và khát vọng đến với thế giới dành cho các nghệ sĩ piano duo. Cả hai đã cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau vượt qua những trở ngại để khám phá ra điều kỳ diệu ẩn sâu bên trong thể loại âm nhạc này. Sinh năm 1993 tại Đà Nẵng, Trang bắt đầu theo học Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2004. Năm 2012, cô tốt nghiệp hệ trung cấp piano tại học viện với số điểm xuất sắc. Hiện cô theo học song song hai chuyên ngành biểu diễn piano và sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện Karlsruhe, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào Quỳnh Trang, khán giả ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội thì đã được thưởng thức
đêm nhạc Gemini của Quỳnh Trang và bạn diễn Chiso. Một cái đêm nhạc rất nhiều cảm xúc và mang tính kỹ thuật rất là cao. Vậy Quỳnh Trang có thể chia sẻ là bạn đã phải nỗ lực như thế nào để có thể tìm ra cái điều ẩn sâu bên trong cái âm nhạc Hàn Lâm này được không? 52 tuổi thì mình đã bắt đầu vào học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thì cũng từ đấy là tôi cũng bắt đầu trên cái con đường khám phá của mình vào cái thể loại âm nhạc này, và thực sự khám phá ra được cái điều kỳ diệu ẩn sâu sâu bên trong nữa, thì đấy là lúc mình bắt đầu sang bên Đức học. Đấy là lúc mình thực sự sống ở cái nơi đã sáng tác ra những bản nhạc đấy, mình đã được đến những cái nơi mà tác giả đã từng đi qua và đã từng đặt chân đến nơi đấy. Vậy thì cái cảm giác lúc đấy nó rất khác, và cái cảm xúc của mình khi mình được sống trong cái không gian của cái bản nhạc. Vậy thì lúc đấy làm cho mình có cảm giác là mình đã dần dần cảm nhận ra được, dần dần ngộ ra được cái điều tuyệt vời trong cái âm nhạc này. Và năm 2014 thì Quỳnh Trang đã vượt qua rất nhiều thí sinh ở kỳ thi đầu vào của một nhạc viện đặt tại Liên bang Đức rất là nổi tiếng về đào tạo piano. Đây cũng là nơi mà Quỳnh Trang gặp gỡ với Chisu. Vậy chơi song tấu piano thì khác với chơi solo như thế nào? Song tấu áp lực khi tập thì gấp đôi so với solo, nhưng khi lên sân khấu thì giảm đi một nửa so với solo. Bởi vì khi mình tập thì không phải chỉ tập riêng phần của mình, mà mình phải tập phần của mình, xong mình phải nhìn phần của bạn để mình biết là bạn đang chơi ở đâu, bạn chơi như thế nào để mình có thể nối tiếp được phần của bạn. Thế nhưng khi lên sân khấu thì mình luôn cảm giác được rằng là mình luôn có bạn ở bên cạnh để hỗ trợ lẫn nhau. Và cái quan trọng nhất của bọn mình đấy chính là bọn mình có thể cùng nhau tạo nên một cái âm nhạc đẹp cho tất cả mọi người, cho khán giả nghe. Là một người Việt trẻ và hiện đang sinh sống và học tập tại Liên bang Đức, vậy thì Quỳnh Trang có dự định gì trong tương lai? Liệu bạn có trở về Việt Nam để đóng góp, cống hiến cho nền âm nhạc Hàn Lâm của nước nhà hay không? Có, chắc chắn là có. Từ khi mình đặt chân đến nước Đức cách đây 5 năm, lúc nào trong mình cũng có một cái cảm giác là mình yêu Việt Nam. Thực sự là mình yêu cái nơi này. Cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà mình cảm giác là mình phải quay trở về đất nước để mình làm một cái gì đấy cho đất nước của mình. Mình có lẽ là mình chưa thể nói được chắc chắn rằng sẽ làm điều gì cả, nhưng mà mình và Chisu lúc nào cũng luôn sẵn sàng tất cả những cái ý tưởng và mọi dự định của bọn mình đều hướng về Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn Quỳnh Trang đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện này. Bản tin Người Việt Bốn Phương xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài truyền Việt Nam bằng cách truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.